Có lẽ đây là một trong những vụ án kỳ lạ nhất trong lịch sử tư pháp. Kẻ sát nhân muốn chứng minh tội ác của mình, nhưng công tố lại cố bào chữa cho hắn. Tình huống trớ trêu đến mức kẻ thủ ác phải ngỡ ngàng đặt ra câu hỏi trước tòa. Rõ ràng là tôi đã ra tay, tại sao không ai chịu tin tôi? Vậy vì sao lại có câu chuyện vô lý tới như vậy? Kẻ thủ ác tìm cách chứng minh mình có tội, còn cơ quan pháp luật thì lại không tin. Mời các bạn cùng theo dõi vụ án Nhiếp Thụ Bân, gian nan hành trình 21 năm đi tìm công lý trên kênh Kỳ Án Có Thật. Và như thường lệ, trước khi đi vào nội dung chính, các bạn đừng quên để lại một like và một subscribe cho kênh để nhận thông báo về những vụ án mới nhất nhé. Còn bây giờ, hãy cùng nhau đi vào nội dung của ngày hôm nay. Để lý giải cho nghịch lý mà chúng mình đã nói ở đầu video này, thì hãy cùng quay về vụ án mạng tại làng Khổng Trạch, thành phố Thạch Gia Trang, tỉnh Hà Bắc, cách đây gần 30 năm. Ngày 5 tháng 8 năm 1994, Khang Lan, công nhân một xưởng sản xuất xăng giả, đã mất tích bí ẩn sau giờ làm. Gia đình cô tá hỏa tìm kiếm khắp nơi. 6 ngày sau, điều tồi tệ nhất đã thành hiện thực. Thi thể của người phụ nữ bất hạnh được tìm thấy tại một cánh đồng ngô ở đầu làng. Điều đáng nói là cô được tìm thấy trong tình trạng không một mảnh vải che thân, thi thể bị phân hủy nặng. Cảnh sát nhận định hung thủ đã cướp tài sản rồi giở trò sát hại người phụ nữ. Qua quá trình điều tra, một số người dân cung cấp thông tin về một nam thanh niên khoảng 20 tuổi thường xuất hiện gần khu vực này vào mùa hè. Hắn thường theo dõi những người phụ nữ đi vệ sinh, đặc biệt là hắn ta đi một chiếc xe đạp leo núi màu xanh. Chỉ sau một tháng, cảnh sát đã bắt giữ được nghi phạm. Đó là một gã trai tên Nhiếp Thụ Bân. Nhiếp Thụ Bân sinh ra tại làng Hạ Nhiếp Trang, làm công nhân trong một nhà máy cơ khí. Khi bị bắt vào ngày 23 tháng 9 năm 1994, hắn ta vẫn chưa đầy 20 tuổi. Bằng chứng quan trọng nhất khiến cảnh sát xác định Nhiếp Thụ Bân là nghi phạm chính là chiếc xe đạp leo núi màu xanh. 6 ngày sau khi bị bắt, Nhiếp Thụ Bân đã nhận tội. Dựa trên lời khai này, ngày 15 tháng 3 năm 1995, Tòa án Nhân dân thành phố Thạch Gia Trang tuyên án tử hình đối với Nhiếp Thụ Bân. Bản án này sau đó vẫn giữ nguyên tại phiên tòa phúc thẩm. Gia đình Nhiếp Thụ Bân hoàn toàn suy sụp. Họ luôn tin rằng con trai mình vô tội. Người cha đau khổ tâm sự. Nó hiền lành lắm, mổ gà còn không dám. Ông bà luôn nuôi hy vọng rằng một ngày con trai sẽ được minh oan. Thế nhưng bi kịch vẫn chưa dừng lại tại đó. Ngày 28 tháng 4 năm 1995, trong một lần đến trại giam thăm con, ông được thông báo Nhiếp Thụ Bân đã bị xử tử bằng hình thức tiêm thuốc từ ngày hôm qua. Tin sét đánh này khiến người cha gục ngã. Một năm sau, ông đã uống thuốc ngủ quyên sinh nhưng được cứu sống kịp thời. Tuy nhiên, kể từ đó, ông bị liệt nửa người. 10 năm trôi qua, kể từ ngày Nhiếp Thụ Bân bị xử tử, bố mẹ anh ta chìm trong đau khổ. Họ không thể hiểu nổi tại sao tòa lại kết tội con trai mình là kẻ sát nhân. Trong khi đó, những người liên quan đến vụ án năm xưa đã được thăng chức. Họ dường như đã quên bẵng cái tên Nhiếp Thụ Bân cũng như câu chuyện oan ức của một chàng trai trẻ này. Mọi chuyện chỉ bắt đầu thay đổi vào năm 2005 khi một bài báo được đăng tải khiến người ta phải nhớ lại vụ án năm xưa. Vào dịp Tết Nguyên đán năm 2005, trong một lần điều tra tội phạm, cảnh sát huyện Hành Dương, tỉnh Hà Nam phát hiện một người đàn ông tên là Vương Thư Kim có nhiều biểu hiện nghi vấn. Hắn ta là người Hà Bắc nhưng lại không về quê ăn Tết. Thái độ thì bất an, sợ hãi khi gặp cảnh sát. Sau một hồi thẩm vấn, Vương Thư Kim đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Từ năm 93 tới năm 95, hắn ta đã giở trò rồi tước đi sinh mạng của 4 người phụ nữ tại nhiều địa điểm thuộc tỉnh Hà Bắc. Chịu trách nhiệm điều tra vụ án này là ông Trịnh Thành Nguyệt, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát huyện Quảng Bình, tỉnh Hà Bắc. Ông đã trực tiếp đưa Vương Thư Kim đến hiện trường để thực nghiệm. 3 trong số đó đã được xác thực, còn một nơi ở làng Khổng Trạch, thành phố Thạch Gia Trang thì không thể. Bởi lẽ, theo lời cảnh sát địa phương, kẻ thủ ác trong vụ án này đã bị xử tử từ 10 năm trước. Và đó chính là vụ án mạng liên quan đến Nhiếp Thụ Bân. Làm sao có thể như vậy được? Một vụ án nhưng lại có đến 2 kẻ sát nhân sao? Ông Trịnh Thành Nguyệt thốt lên, vừa bàng hoàng vừa phẫn nộ. Vậy phải chăng Nhiếp Thụ Bân đã bị chịu oan ức? Ông Trịnh Thành Nguyệt lập tức lật lại hồ sơ vụ án Nhiếp Thụ Bân năm xưa và ông sững sờ khi đọc được những dòng ghi chép trong đó. Hồ sơ ghi nhận không hề có dấu vết của ADN, máu, tóc hay dấu vân tay của Nhiếp Thụ Bân trên cơ thể nạn nhân, thậm chí là còn không có một bản lời khai hoàn chỉnh. Bằng chứng duy nhất là lời thú tội, nhưng lời khai đó cũng đầy rẫy những điểm mâu thuẫn.
Nhiếp Thủ Bân bị nói ngọng rất nặng. Theo quy định của luật pháp, lời khai phải được ghi chép nguyên văn, kể cả lời nói ngọng. Nhưng bản lời khai của Nhiếp Thủ Bân lại không hề có một lỗi chính tả nào. Hơn nữa, chỉ mất có 2 tiếng đồng hồ để hoàn thành bản tự thú hàng nghìn chữ này. Chuyện này thực sự là quá khó tin. Bố của cảnh sát Trịnh Thành Nguyệt cũng từng là nạn nhân của một vụ án oan. Và mãi đến hơn 10 năm sau thì ông mới được chứng minh. Vì vậy, ông Trịnh luôn nhớ lời dặn của cha là cảnh sát không bao giờ được nói dối. Vì vậy, ông quyết định phải vào cuộc để tìm ra sự thật trong vụ án của Nhiếp Thủ Bân. Ông Trịnh không phải là người duy nhất tin rằng Nhiếp Thủ Bân vô tội. Nhà báo Mã Văn Long, phó tổng biên tập báo Thương mại Hà Nam, cũng tin như vậy. Sau khi tìm hiểu sự việc, ông Mã đã cho đăng tải một bài báo có tên Một vụ án, hai kẻ tội phạm, ai mới là kẻ thủ ác thực sự? Đây là một tin tức gây chấn động trên toàn thành phố lúc bấy giờ. Để thông tin được lan truyền rộng rãi hơn, ông Mã đã quyết định cho phép các tờ báo khác được đăng lại miễn phí. Hành động đầy trách nhiệm này khiến ông được nhiều người nể phục. Rất nhanh sau đó, bài báo của ông đã được hơn 100 tờ báo lớn trên cả nước đăng tải. Ngày hôm sau, Công an tỉnh Hà Bắc thành lập tổ điều tra mới. Gia đình Nhiếp Thủ Bân lúc đó lại thắp lên một hy vọng. Ông Trịnh và ông Mã đều tin rằng chỉ trong vòng một tuần, sự thật sẽ được làm sáng tỏ. Nhưng họ không ngờ rằng mình sẽ phải chờ đợi đến tận 11 năm sau bởi không hiểu vì sao ngay sau đó vụ việc lại bị chìm xuống. Vào tháng 3 năm 2006, Vương Thư Kim bị truy tố vì 3 vụ án khác, nhưng vụ án ở làng Khổng Trạch thì không được nhắc tới. Trong nhiều lần ra tòa, Vương Thư Kim đã cố gắng nói về vụ án này nhưng đều bị thẩm phán ngắt lời bằng một câu nói. Đừng có nói chuyện không liên quan. Chính hắn cũng không thể hiểu nổi tại sao người ta lại không cho hắn nhận tội. Thế nhưng, những người có liên quan đến vụ án lại khăng khăng rằng bằng chứng chống lại Nhiếp Thụ Bân là không thể chối cãi, họ không hề kết tội sai. Họ coi nhẹ lời khai của Vương Thư Kim, cho rằng hắn ta đã từng làm việc tại khu vực làng Khổng Trạch nên việc hắn ta biết chuyện cũng là điều bình thường. Kết quả điều tra khiến nhiều người bất ngờ và phẫn nộ. Ngày 12 tháng 3 năm 2007, Tòa án Nhân dân Trung cấp thành phố Hàm Đan tuyên án tử hình với Vương Thư Kim nhưng lại không công nhận hắn ta là hung thủ trong vụ án ở làng Khổng Trạch. Tin tức này như một tiếng sét đánh ngang tai dư luận. Nếu Vương Thư Kim bị xử tử, Nhiếp Thủ Bân sẽ mãi mãi không thể được minh oan. Luật sư bào chữa cho gia đình Nhiếp Thủ Bân ngay lập tức đã đệ đơn kháng cáo lên Tòa án Nhân dân tối cao. Tòa án yêu cầu gia đình Nhiếp Thủ Bân cung cấp bản án sơ thẩm, nhưng họ chưa bao giờ nhận được bản án này từ tòa án. Họ đến xin bản sao nhưng bị từ chối. Giờ đây, chỉ còn một nơi duy nhất có thể có bản án này, đó chính là gia đình nạn nhân Khang Lan. Nhưng cha mẹ Khang Lan lại không muốn nhìn mặt gia đình Nhiếp Thủ Bân. Họ coi gia đình anh ta như kẻ thù và làm sao có thể giúp đỡ được. Để lấy được bản án, luật sư Lý Thụ Đình, luật sư bào chữa cho gia đình Nhiếp Thủ Bân đã nhiều lần đến nhà nạn nhân. Ông bị họ mắng nhiếc nhưng không hề nản lòng. Ông thậm chí còn giúp đỡ gia đình Khang Lan kiện những tờ báo đã vi phạm quyền riêng tư của con gái họ. Dù bố Khang Lan không bao giờ cảm ơn, nhưng ông ta đã bớt gay gắt và thỉnh thoảng còn hỏi về tiến triển vụ án của Nhiếp Thủ Bân. Ngày 1 tháng 4 năm 2007, khi luật sư Lý đến nhà Khang Lan đã vô tình thấy một tập tài liệu trên bàn. Và đó chính là bản án sơ thẩm mà ông Lý đang tìm kiếm bấy lâu nay. Vui mừng khôn xiết, ông đã photo ngay 20 bản. Và nhờ có sự kiên trì của luật sư Lý Thụ Đình, Tòa án Nhân dân tối cao đã chấp nhận đơn kháng cáo của gia đình Nhiếp Thủ Bân. Nhưng sự chờ đợi công lý dường như là vô vọng. Vụ án không được xem xét lại, không ai biết nguyên do. Các phóng viên của Đài Truyền hình Trung ương đã cố gắng liên lạc với cơ quan chức năng liên quan, nhưng đều bị từ chối phỏng vấn với lý do vụ việc vẫn đang trong quá trình điều tra. 7 năm đằng đẵng trôi qua, mọi người đều phải sống trong dằn vặt. Vương Thư Kim luôn nghĩ rằng mình sẽ bị xử tử, thế nhưng hắn ta vẫn sống sót trong tù. Nhà báo Mã Văn Long vì dám đăng bài báo về một vụ án nhạy cảm đã bị sa thải. Bản thân ông Trịnh Thành Nguyệt vì ra sức giúp đỡ gia đình Nhiếp Thủ Bân đòi lại công lý đã bị nhiều người hiểu nhầm cho rằng ông ta nhận hối lộ. Ông liên tục bị cấp trên gọi lên khiển trách. Vào năm 2004, ở tuổi 49, ông bị buộc phải nghỉ hưu sớm để nhường chỗ cho thế hệ trẻ. Luật sư Lý Thụ Đình cũng rơi vào tuyệt vọng tột cùng. Có lúc ông muốn quyên sinh, nhưng rồi ông đã suy nghĩ lại. Ông chia sẻ, tôi không thể tự kết liễu đời mình ở dòng sông ô nhiễm này. Tôi là một người sạch sẽ. Ông không bao giờ quên ngày đầu tiên gặp mẹ Nhiếp Thủ Bân
bà đã quỳ xuống khẩn khoản, hỏi đi hỏi lại nhiều lần. Vụ án của con tôi rất phức tạp, anh có dám nhận không? Ông Lý cũng quỳ xuống hứa với bà rằng, bất kỳ vụ án nào ngoại trừ phản quốc, ông đều dám nhận. Có lẽ chính niềm tin mãnh liệt ấy đã giúp những người tham gia vào vụ án không bỏ cuộc trước bóng tối. Ông Trịnh Thành Nguyệt, ông Mã Vân Long, luật sư Lý Thụ Đình cùng nhiều luật sư nổi tiếng và những người tâm huyết trong xã hội, tất cả đã hợp sức đòi lại công lý và đưa vụ án ra ánh sáng. Trước áp lực của dư luận, ngày 25 tháng 6 năm 2013, vụ án Nhất Thụ Bân được mở phiên tòa phúc thẩm tại Tòa án Nhân dân Trung cấp thành phố Hàm Đan. Tại phiên tòa này, một chuyện kỳ lạ chưa từng có trong lịch sử xảy ra. Bên nguyên đơn và bên bị đơn đổi vai cho nhau. Luật sư của Vương Thư Kim giống như một kẻ phản bội, cố gắng chứng minh thân chủ mới chính là kẻ sát hại Khang Lan. Trong khi bên công tố lại cố gắng bảo chữa cho Vương Thư Kim. Cuối cùng, tòa án vẫn bác bỏ lời khai của Vương Thư Kim và cho rằng một số chi tiết trong lời khai của hắn ta là không xác đáng. Lần này, đến cả mẹ của Nhất Thụ Bân cũng cảm thấy nản lòng. Bà ngậm ngùi nói với ông Trịnh Thành Nguyệt, vì thằng con nhà tôi mà ông vất vả quá rồi. Ông Trịnh đáp lại, khiến người mẹ đau khổ rơi nước mắt. Bà đã mất con, nỗi đau của tôi sao bằng bà được. Nhà báo Mã Vân Long cũng động viên bà, chẳng còn điều gì tồi tệ hơn được nữa. Họ chẳng lẽ lại đào mộ con trai bà lên và tiêm thuốc cho nó một lần nữa sao? Niềm tin vào công lý của những người chính trực cuối cùng cũng đã cho ra quả ngọt. Ngày 4 tháng 12 năm 2014, nhân ngày kỷ niệm hiến pháp đầu tiên của Trung Quốc, vụ án Nhất Thụ Bân lại một lần nữa trở thành tâm điểm chú ý của dư luận. Lần này, Tòa án Nhân dân tối cao quyết tâm vạch trần thế lực bảo kê cho tội phạm ở địa phương bằng cách giao vụ án cho Tòa án Nhân dân tỉnh Sơn Đông phụ trách điều tra lại. Đây là vụ án đầu tiên trong lịch sử tư pháp Trung Quốc được xử lý bằng hình thức di địa phúc thẩm. Trong quá trình điều tra mới này, một chứng cứ cực kỳ quan trọng được hé lộ. Ngay từ lúc mới bị bắt, Vương Thư Kim đã khai một chi tiết mà báo chí chưa từng đăng tải bao giờ. Hắn ta kể rằng khi gây án, trên tay Khang Lan có một chùm chìa khóa. Sau khi gây án, hắn ta vứt chùm chìa khóa bên cạnh thi thể nạn nhân. Và trong ảnh chụp hiện trường của cảnh sát thực sự là có một chùm chìa khóa cách thi thể nạn nhân khoảng 30cm, trùng khớp hoàn toàn với lời khai của Vương Thư Kim. Cùng với chứng cứ quan trọng này, nhiều bí ẩn của vụ án cũng dần được hé lộ. Đầu tiên là việc biên bản thẩm vấn Nhiếp Thụ Bân bị mất. Anh ta bị bắt vào ngày 23 tháng 9 năm 1994, thế nhưng không có bất kỳ ghi chép nào về quá trình thẩm vấn trong suốt 5 ngày sau đó. Phải đến ngày 28 tháng 9 mới xuất hiện lời thú nhận đầu tiên. Liệu có phải trong 5 ngày đó, cảnh sát không hề thẩm vấn Nhiếp Thụ Bân? Theo luật tố tụng hình sự thì bất kỳ lời khai nào của bị can, bất kể có tội hay không có tội đều phải được ghi chép lại đầy đủ. Để giải thích cho sự thiếu sót này, những người tham gia vào vụ án năm xưa lại cho rằng ban đầu bị can thường không chịu nhận tội nên phải mất đến 5 ngày để có được lời khai nhận tội là chuyện hết sức bình thường. Tuy nhiên, trong lời thú nhận của mình, Nhiếp Thụ Bân đã nhiều lần nhắc lại. Lần này tôi nói thật, những lần trước tôi nói dối cả. Rõ ràng, anh ta từng khai báo trước đó, nhưng những lời khai này cũng đã bị giấu đi. Thứ hai là thời gian gây án. Nhiếp Thụ Bân đã 9 lần nhắc đến thời điểm gây án, nhưng 6 lần trong số đó vẫn rất mơ hồ. Theo kết luận của cảnh sát, Khang Lan qua đời vào khoảng 5 giờ chiều, ngày 5 tháng 8 năm 1994. Tuy nhiên, theo lời kể của đồng nghiệp Nhiếp Thụ Bân, anh ta đã làm việc bình thường vào ngày hôm đó. Khoảng cách từ nhà máy đến hiện trường vụ án là khoảng 5 cây số. Nếu đi xe đạp sẽ mất khoảng 20 phút để đến nơi. Giờ tan ca là 5 giờ chiều. Vì vậy, không thể nào mà Nhiếp Thụ Bân có thể xuất hiện ngay tại hiện trường vào lúc 5 giờ chiều được. Để xác thực thời gian gây án, cảnh sát đã lấy bảng chấm công của nhà máy vào ngày hôm đó. Nhưng cho tới nay, bằng chứng quan trọng này vẫn bặt vô âm tín. Nếu gia đình Nhiếp Thụ Bân được xem hồ sơ vụ án, sự thật đã sáng tỏ từ lâu rồi. Thế nhưng, hàng chục luật sư đã gọi điện hơn 100 lần đến tòa án, nhưng đều bị từ chối yêu cầu xem hồ sơ. Sau một năm rưỡi cẩn thận điều tra, Tòa án Nhân dân tỉnh Sơn Đông kết luận, chứng cứ buộc tội Nhiếp Thụ Bân là không đầy đủ, không thể loại trừ khả năng người khác gây án. Họ đề nghị Tòa án Nhân dân tối cao mở lại vụ án. Vào năm 2016, Tòa án Nhân dân tối cao tuyên bố,
Cơ quan điều tra không hề có bằng chứng và manh mối nào chứng minh Nhiếp Thụ Bân phạm tội. Việc mất biên bản thẩm vấn trong 5 ngày đầu và bảng chấm công không có trong hồ sơ vụ án là những sai phạm nghiêm trọng, vi phạm luật tố tụng hình sự. Lời thú nhận của Nhiếp Thụ Bân đầy mâu thuẫn, không thể loại trừ khả năng bị ép cung. Vì vậy, tòa án tuyên bố Nhiếp Thụ Bân vô tội và bồi thường cho anh ta 2 triệu 680 nghìn tệ. Lúc này, đã 21 năm trôi qua kể từ ngày Nhiếp Thụ Bân bị xử tử. Mẹ Nhiếp Thụ Bân òa khóc ngay tại tòa. Con ơi, con đợi mẹ lâu quá, 21 năm chờ đợi có đáng không con? Vụ án oan của Nhiếp Thụ Bân là vết nhơ không thể phai mờ trong lịch sử pháp luật Trung Quốc. Để tìm lại công lý cho Nhiếp Thụ Bân, nhà báo Mã Vân Long đã bị mất việc. Luật sư Lý Thụ Đình đầu bạc trắng. Ông Trịnh Thành Nguyệt thì vì bệnh tật hành hạ, đã qua đời. Vào ngày 5 tháng 5 năm 2022, trước khi mất, ông đã nhờ chị gái của Nhiếp Thụ Bân dựng cho mình một bia mộ đặt cạnh bên mộ chàng trai này. Chính nhờ những con người dũng cảm, công lý mới đến được với vụ án năm xưa. Họ không chỉ giúp đỡ Nhiếp Thụ Bân mà còn cứu rỗi những người bất hạnh khác có thể trở thành Nhiếp Thụ Bân thứ hai. Lòng tốt của họ không bị vấy bẩn bởi danh vọng và lợi ích, thật đáng ngưỡng mộ biết bao. Còn bạn, bạn nghĩ sao về hành trình phá án đầy phức tạp và gian truân này? Làm thế nào để giảm bớt oan sai cho những người vô tội? Hãy để lại bình luận ngay bên dưới để cùng chia sẻ cảm nghĩ của mình nhé. Và trước khi rời đi, đừng quên ủng hộ Kỳ Án Có Thật bằng cách để lại một like cho video này, subscribe cho kênh để nhận những thông báo mới nhất về các vụ án hấp dẫn và ly kỳ tiếp theo. Còn bây giờ thì Khánh Hà xin phép được chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau.